đời người cha. Có nỗi thời có ngoài thời có nỗi yêu nhau rồi, nỗi ngoài như nhau. Em bảo quê anh là quê mẹ. Anh bảo quê em là quê cha. Yêu nhau rồi, hai quê là một. Thương nhau rồi, nội ngoại như
không ngoài nên na em chăm đường. Xin chào, cảm ơn.
Vâng, xin thay mặt gia đình Trống Thảo xin chân thành cảm ơn ý kiến của các cụ trong gia đình Trống Giang, nhà trai. Thì tôi xin phép được giới thiệu gia đình nhà gái của Trống Thảo, gia đình chúng tôi. Tôi xin giới thiệu là ông Bình và Hường là bố mẹ sinh ra Trống Thảo. Xin cảm ơn. Sau đây là tôi xin giới thiệu là ông nội bà nội của cháu Thảo. Còn ông bà nội mời ông bà nội đứng dậy. Đây xin hai họ nhà con tay. Và bên kia là ông bà ngoại của cháu Thảo, xin mời ông bà đứng dậy. Và xin cảm ơn. Và xin kính thưa toàn thể các cụ công các bà, theo ý kiến của các cụ của công họ thể trai là có hai phần, một là lễ dặn ngõ, sau phần thứ hai là lễ ăn hỏi. Thế thì gia đình chúng tôi có bố mẹ cháu Thảo, ông bà ngoại và chúng tôi là ông bà tổ mợ chú bác anh chị em họ luôn họ ngoại đầy đủ có mặt long trọng đón tiếp nhân lễ của họ thầy trai và đón tiếp các cụ cô các bà. Và xin cảm ơn và xin chúc toàn thể hai họ ta mạnh khỏe đoàn kết và hạnh phúc và thành công trong buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin kính mời là ông bà nhà ông Dương Tư sẽ đứng lên cùng với ông Bình và bà Hương để có như vậy là đón nhận